Những ngày qua, tại cánh đồng dưa cây Hóp, thôn Trung Thành 1, xã Thành Long, Hàm Yên, Tuyên Quang, xuất hiện hiện tượng hàng vạn con giun đất ngoi lên mặt ruộng một cách bất thường. Sự việc này đã gây hoang mang cho người dân địa phương. Chiều ngày 6 tháng 10, ngay khi nhận được thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, huyện Hàm Yên đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xác định nguyên nhân. Qua kiểm tra, khu vực có giun bò lên mặt đất rộng khoảng 5.400 m². Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định, nguyên nhân hiện tượng trên là do người dân sử dụng phân gà bón cho cây. Quá trình phân hủy phân gà sinh nhiệt khiến đất nóng lên, gây thiếu không khí trong đất. Cùng với đó, các hộ dân dùng túi ni lông để phủ luống với mật độ dày làm không khí trong đất giảm, dẫn đến giun đất phải chui lên mặt đất để thở. Ngoài ra, thời tiết tại địa phương ban ngày nắng, độ ẩm không khí thấp nên xảy ra hiện tượng giun đất ngoi lên mặt ruộng với số lượng lớn. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Long, cho biết đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã xuất hiện hiện tượng bất thường như vậy. Vị lãnh đạo xã cho hay, địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi sát hiện tượng trên, đồng thời tuyên truyền thông tin không để người dân hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.